Rồi, mình bắt đầu làm tiếp. Nên mình sẽ làm bài số 3 à, như đề bài viết chương trình bạn cho cái JSON data từ UL để hiển thị lên Recycle View sử dụng Retrofit Property, dùng cái thư viện Retrofit này bây giờ mình muốn làm thì mình sẽ mở cái bài của mình lên. Mình sẽ tạo một cái main activity đặt lại main 03 ha. 03 activity đây nha. Rồi finish. Rồi, vào đây mình sẽ bắt đầu thiết kế giao diện. Thì cái thiết kế giao diện này nó đơn giản à, so với lại những cái mình đã được làm quen trước đó rồi. À, các em có thể thiết kế giao diện y chang như trên cái đề bài của mình. Còn nếu không, các em chỉ cần kéo vào đó một cái recycle view mà thôi. À, nhớ để ăn cái recycle view vào đây. Và lưu ý cho thầy, cái recycle view này muốn hoạt động được thì các em phải vào đây kiểm tra xem coi có cái thư viện recycle view chưa. Nếu chưa có thì các em phải thêm vào file recycle này nhầm ha. File processor rồi dependency thêm vào cái thư viện recycle view. À, ok. Rồi, ok. Lúc đó nó mới chấp nhận được cái của mình. Rồi, sau khi thiết kế xong thì các em quay lại cái vấn đề mình đây. Disney. Rồi, qua trong main 3 3TT mình sẽ tạo đây recycle view. Chọn recycle view nha. Rồi mình sẽ tạo một cái bảng ở đây nó có sử dụng một cái model tạm gọi là Android version 0303, thầy đặt 0303 để biết đây là bài 3 lớp 3 để chút nữa mình dễ quản lý ha. Rồi, trong cái version này mình khai báo ba thông tin, đó là name API version, sau đó mình sẽ xin nó ra thôi. Chọn generate, get setter, chọn hết ban chạy này, ok được nha. Xong rồi, đóng nó lại. Đây là mình đã có thêm cái version mới rồi. Vậy thì anh chàng này mình sẽ gì nhỉ, khai báo cái array list Android version 303 array list. Rồi, đặt tên nó data đi. Rồi, sau khi đặt tên data xong, mình sẽ tạo tiếp một cái gọi là adapter để đưa cái dữ liệu của anh chàng này lên. Trên này mình sẽ đặt new Java class nha. À quên, cái này mình new, đặt tên cho nó là lát 03 03 data adapter. Anh chàng này sẽ thừa kế từ cái lát adapter recycle view nhận nha. Rồi, ok. Rồi, trong này mình sẽ cho Android version 0303, và như anh chàng này thì đòi hỏi mình phải override lại các phương thức của nó.
mình nó ra lại hết toàn bộ và nhớ do vậy là chỗ này thầy nhầm một tí, thầy sẽ xóa nó đi. Thì mấy anh chàng này đòi hỏi phải có thêm một cái anh chàng nữa, đó là new class, mình tạm gọi là Android version Honda 0303. Đây là một cái thành phần Honda View, View Honda. Ở đây mình sẽ tạo một cái hàm dựng, một cái view item. Ở trong này mình thiết kế cái item của mình, nãy mình có ba thông tin thì mình sẽ hiển thị trên ba cái tab view. Rồi. Rồi nha. Rồi, ba cái tab view này thì mình phải thiết kế cái layout cho nó để cho nó hiển thị lên. Cái layout này thì mình sẽ thiết kế nó new XML layout này, mình sẽ gì nhỉ, item face 0303 rồi finish. Mình chọn orientation là vertical. Rồi, sau đó mình sẽ qua bên chỗ design, các em kéo vào cho nó ba cái thuộc tính, ba cái tab view và đặt tên nó cho thầy. Ở đây thì có sẵn thì thầy sẽ vào. Nhưng mà thầy lại muốn dùng cho nó một cái card view. Do đó các em phải thay đổi này lại cho thầy. Sử dụng card view cho thầy. Nó chưa có card view. Vậy thì mình bắt buộc phải vào trong cái model. Trong cái build radio. Các em thêm cho thầy cái chỗ com, chỗ card view nữa. Giống các bước làm y chang như hồi nãy, mình sẽ vào file rồi check chapter và dependency, thêm một cái gọi là card view. Không có hả? Nhỏ là chưa thường thì xem coi. Đây ha. Ok nó. Ok nó. Rồi. Đây, card view. Ở dưới đây cũng tương tự vậy luôn. Rồi. Sau khi có card view rồi thì mình thiết lập cho nó các khoảng cánh xung quanh nó một tí. Nhờ. Rồi. Rồi. Sau khi cà phê xong mình sẽ dùng Lightning. Giờ đây em tự kéo thả các tab view vào, nhớ cho Lightning dạng vertical, dùng design như thế này. Được chưa? Rồi sau đó mình sẽ qua bên đây. Chưa, cái này thì mình item recycle mình đã xong rồi, tắt nó đi. Mình sẽ qua cái holder. Với holder này thì mình khi mà vào hàm dựng xong thì các em sẽ làm ánh xạ nó.
đúng như là cái tên ở bên kia. Các bước này đơn giản ở các môn trước mình đã được giới thiệu. Ở đây thì có VBA cho nó nhanh. Và tiếp theo là cái hàm set data. Cái hàm này là do mình tự viết để mà thêm dữ liệu vào trong từng cái item trong cái recycle. Nên mình sẽ import nó vào. Android version 3.0.3. Rồi. Vậy là mình đã xong anh chàng này. Giờ đây mình sẽ qua, mình sẽ chọn cái holder mới được. À, vậy thì lúc này mình phải xóa cái chỗ này đi để làm lại. Bây giờ là chỗ này ha. Chỗ này cái implement các cái method. Được chưa? Rồi. Implement method xong rồi chọn cái ra về. Được nha. Đây. Rồi. Android version gì đấy? À, version 3. Rồi. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái đối tượng như đấy, khai báo một đối tượng để đánh xả cái view vào được nha. Rồi này sẽ lấy từ bên kia qua được chưa. À, cái này thì nãy mình đặt tên gì thì giờ mình sẽ phải đưa vào đúng tên đó và chấm first. Và tất nhiên khi mình trả về đối tượng thì mình sẽ gì, new Android version holder, trả về đối tượng là view. Rồi khi mà on by có nghĩa là xếp từng cái item trong cái item recycle view bỏ vào được nha. Rồi cái này thì gì, Android chấm xài được. Rồi tất nhiên mình sẽ có một cái hàm dẫn nữa. Ở đây mình xin thêm cái hàm dẫn nữa. Generate constructor. Ok. Được chưa? Rồi. Xong mình đã xong cái data rồi. Xong cái này luôn rồi. Bây giờ mình qua cái hàm main. Mình xử lý. Nếu mình đặt cái tên gì nhờ, gọi lại đã. À, lab 3. Không 3 adapter. Adapter. Được chưa? Rồi. Xong rồi thì mình gì nè, on create thì mình sẽ gì, à, initial view. Trong cái hàm initial view này mình sẽ làm gì đây, mình sẽ làm ánh xạ nó, em gõ nó ra và xin cái hàm nó ra, rồi sau đó ánh xạ nó vào. À, và nhớ set layout cho nó. Được chưa? Set layout cho nó. Rồi logician là gì đây, này kết nối. À, để nói và lấy dữ liệu về. Nhưng mà muốn sử dụng nó thì bắt buộc mình phải import một cái gói thư viện vô nữa. Thì import cái gói thư viện này thì các em phải gõ vào thôi. Đó, mình sẽ dùng một cái gọi là retrofish. Bữa trước mình đã dùng cái volley rồi, hôm nay mình sử dụng cái retrofish. À, sau khi copy vào xong mình xin đồ này nó. Thôi xong rồi thì mình gì nhỉ, mở qua anh chàng này Lazison. Lazison gì đây, tôi sẽ đánh cái chỉ số đánh kết cái thư viện của anh chàng này. À, có JSON Converter Factory nữa. Vậy thì bên này mình phải thêm một cái thư viện vô nữa, đó là JSON Convert Factory và JSON luôn, để làm cho bài 4 luôn. Bài 4 mình khỏi phải
bỏ thử nhiều nữa. Rồi, vậy là mình đã import hai cái thư viện này vô rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ nó vô. Được chưa? Rồi, sau khi đó rồi mình sẽ gì nhờ? Mình sẽ viết một cái interface request. À, nó nằm trong cái gói nest này để bạc thôi. New là một cái interface. Tạm gọi là lá 0303 request interface. Interface. Được chưa? Rồi, thì trên đó nó đặt key là gì? Thì mình phải lấy key xuống y chang là như thế. Thì theo như mình biết thì trên đó nó lấy key là anh chàng này, thì mình bắt buộc phải gã key này. Rồi một anh chàng tiếp theo nữa. À, lab 0303 JSON respond. Vậy thì mình sẽ coi cái chàng JSON respond này làm gì đây. Cũng là một cái interface luôn. Thì khi mà trả về key này thì mình sẽ gọi hàm và mình sẽ đưa cái danh sách đối tượng, đưa cái dữ liệu đó vào đầu. Thế là mình sẽ tạo đây luôn. New một cái Java class và đặt cái tên class cho nó là chính là class 0303 JSON response. Được chưa? Rồi, các em khai báo cái một cái mảng ha. Được chưa? À, này thì vậy import vô. À, vậy là mình xong hai cái interface, một cái để request lấy data, lấy key và value về. Xong rồi thì mình sẽ làm bước tiếp theo của mình load JSON xong thì mình sẽ tiếp tục khai báo cái interface, đăng ký cái prep form, đăng ký hai anh chàng. Một anh chàng là gì nhỉ? Một anh chàng đăng ký cái key để lấy về giá trị value. Value này sẽ chất ở đâu? Value này sẽ được lại đưa vào đâu? Đây sẽ lấy ha, lấy JSON bạc nó ra. Rồi thì tất nhiên khi mà cái JSON xong rồi thì bắt đầu mình mới thực hiện. Trong này sẽ có hai cái hàm mình cần phải làm. Một nhưng mà trước hết mình phải gọi cái new compact compact respond failure. Respond là nếu như dữ liệu trả về có cái anh chàng này dữ liệu kết nối được, trả về được đúng key và value và anh chàng lấy này ra bạc ra thành công thì nó sẽ vào đây nó thực thi, còn nếu thất bại thì nó sẽ vào đây. Và lúc này đã có chủ dữ liệu rồi thì mình sẽ lấy dữ liệu đó ra, được nha, bạn nó ra và đưa vào cái array list. À, đưa vào cái đã có dữ liệu mình đã tạo sẵn array list rồi, nó sẽ tự động bạc cho mình và đưa vào data cuối cùng đưa lên adapter. Còn nếu như mà nó thất bại thì nó sẽ show ra một cái dòng thông báo gì đó để cho mình biết à nó đã kết nối thất bại rồi, được nha. Rồi nếu đã xong rồi thì mình sẽ bắt đầu chạy chương trình. Để thầy mở cái generation lên. Rồi
Giờ thầy phải chỉnh về lại đúng cái bài của mình. Enjoy manifest. Đưa anh chàng này xuống dưới đây. Được chưa? Do chắc là do thầy chọn cái chỗ lúc thiết kế giao diện nó to quá nên nó chiếm đầy luôn. Này phải về coi từng anh chàng này đâu rồi, để rồi đây nha, item rest. Thì chỗ này các em sửa lại, thay vì nó map parent thì các em sẽ là cho gì rất cần tiền thôi. Đây vậy luôn ha, nó còn tên thôi, trở lại xem thế nào. Rồi được nha. Muốn cho này chiếm đầy luôn thì mình cho width là gì, nó bao lần đi, còn hay là rất content đây là chặt đẹp này là được rồi. Đây toàn bộ mình đã lấy được dữ liệu về rồi, vậy là mình đã hoàn tất cái bài số 3. Giờ mình sẽ đi qua tiếp bài số 4. Bài số 4 thì viết hiển thị sử dụng cũng là list view, cũng dùng Visual Fish, Vision, Picasso để lót ảnh và dữ liệu test và ảnh về luôn. Vậy thì lúc này các em vào trong cái app này, mình sẽ thêm vào đây gói thư viện về cái Picasso nữa, như này nói ha, mình phải thêm Picasso vô nữa. Rồi phải competition rồi xong. Nếu xong rồi thì mình sẽ tạo ra một cái main activity mới đặt là 0304. New activity empty main 0304. Ok rồi, trước khi tiếp tục thì thầy vào đây thì copy này xuống cái này chút nữa mình đỡ phải vào đây chỉnh và mình chạy luôn. Rồi tắt hết đi ha cho dễ nhìn. Rồi mở cái trang này lên thì trong này mình sẽ bắt đầu tiếp tục thì ở đây mình phải thiết kế cái giao diện của nó. Trong này thì mình chỉ cần bỏ clip view vào thôi, và nếu cần ở đây có thêm cái nút block position nữa đưa vào để khi người dùng gõ vào thì nó sẽ load dữ liệu lên. Em chỉ hình như thế này thôi nhá. Rồi coi để xem hình dạng nó như thế nào. Đây block position mình chút nữa mình sẽ thấy nó sau được nha. Để sử dụng cái block position hình như là nó không hiểu, nó còn hiểu rồi. Ok rồi vậy thì qua bên kia mình khai báo hai thuộc những thuộc tính như là Black person, view, ở đây mình thầy khai báo thêm cái view vô nữa. Được chưa? Rồi mình sẽ tạo một cái model cho cái context. Và này ở đây có cái context rồi nên thầy sẽ tạo một cái tên, đặt tên là lab 0304 context. Rồi ở đây thì các em sẽ gõ tất cả những cái ID này thì những cái này nó là do cái key của cái web API quy định thì mình cứ điền vào thôi.
Em ha, serial name, ID, post. Cái này do resource fit quy định thì mình bắt buộc phải thêm vào. Được nha. Rồi. Rồi sau đó có thêm cái anh chàng lớp 3, lớp 4, lớp 304 này nữa. Tại vì trong này nó sẽ có đối tượng như thế. Lớp 304 phone đúng không? Nên Java là 304 phone. Rồi. Thôi. Ba phone cũng tương tự vậy luôn. Trong ba phone này nó sẽ có ba thuộc tính, đó là home, office. Rồi, mình sẽ lấy cái tên setter của bạn chàng này ra luôn. Generate cho thầy. Ok. Rồi. Xong. Rồi tới lượt anh chàng này cũng vậy luôn. Em hả? User setter ra cho thầy. 60 thuộc tính này ha. Ok. Rồi. Lúc này mình sẽ khai báo một cái array list, đặt tên cho nó là 03 04 contest contest list. Được chưa? Rồi. Rồi trong này mình đưa dữ liệu lên trên như thì mình sẽ đặt tên là Context Adapter 0304. Mình tạo adapter để có thể đưa dữ liệu lên trên cái lên cái list view của mình. Thì ở đây các em sẽ cho thừa cái nó là array adapter cho thầy. Adapter context. Giờ và tất nhiên mình phải tạo ra hàm dẫn rồi ha. Rồi sau đó các em khai báo các thuộc tính sau. Được chưa? Rồi xây dựng cái hàm dẫn cho nó. Các em tự gõ hàm dẫn vô cho thầy cũng được. Được nha. Rồi, sau đó mình sẽ override lại những cái hàm sau. Và ở đây thì mình sẽ tạo cái view holder bên trong nó luôn. Tạo cái view holder luôn. Thì trong này một cái relative layout, email view, test view. Được nha. Rồi tất nhiên thì các cái load đớp nó tầng này nó chưa có, giờ mình sẽ đi tạo cái layout này. Em sẽ đi tạo cái layout này cho nó được nha, để có ba cái view này. Rồi em sẽ vào layout này, tạo cái layout, new một cái layout XML layout. Rồi, finish. Rồi, trong này mình sẽ em thiết kế giao diện giống như trong này vậy thầy. Được chưa? Rồi. Được nha. Sau khi thiết kế giao diện xong, em vào đây thì đoạn nó sẽ đủ hết tất cả thành phần cho mình. Rồi, vậy là mình đã xong cái contest, xong cái list item rồi. Bây giờ mình sẽ quay về lại xử lý cho cái anh chàng chính của mình. Rồi, thì trong này mình khai báo một cái contact adapter. Adapter 0304. Adapter. Rồi, ánh xạ nó tất nhiên
mình sẽ gì nhỉ? Ở đây mình phải đặt tên cho cái layout của mình ở bên ngoài. Đây. Được không? Lúc này nó sẽ hết. Layout này chính là cái main, đó thì main có constraint. Rồi. Sau khi xong rồi thì các em quay lại khi đăng ký, khi người dùng click vào cái một sự kiện item, mình sẽ làm cho nó một cái sự kiện item. List view chấm set on item list listener được nha. Rồi new item listener được nha. Rồi bên trong này mình sẽ viết cái gì đây, mình sẽ tạo ra snap bar để hiện thông tin người dùng đang click cái gì. À, cái snapbar này phải import nữa hả ta? Cái này chính là biến y y snapbar này phải, nó không có hả? Rồi vậy là mình phải coi để coi snapbar này nó ở đâu ra, bắt buộc mình phải thêm một cái thư viện nữa rồi. Design nếu mình có cái Android design rồi mà. Rồi nếu chưa có thì mình thêm vào thôi. Đơn giản mà ha. Design đâu rồi? Rồi sau đó mình import nó vào thôi. Thôi vậy là mình đã xong cái xử lý sự kiện rồi. Mình hiển thị là task xem coi để biết khi nào người dùng plot vào, và đồng thời mình sẽ xử lý sự kiện luôn cho cái nút log button. Cái chain này thì mình đặt nó. Tạo nó cái chuyên thôi, last bảo nó giá trị plot thôi. Rồi khi mà kiểm tra nó thì mình sẽ click nó để xem nếu như nó khác luôn thì lúc này mình mới làm việc tiếp. Đó là mình sẽ gì nhỉ, set on listener new on listener để nha. Rồi mình sẽ kiểm tra xem thử coi nó có internet hay không, thì mình sẽ tạo một cái lát ba connect intention trong cái net đi ha. Ok rồi, vậy thì mình sẽ kiểm tra, viết cái đoạn chương trình kiểm tra xem thử hệ thống có kết nối đồ hay chưa. Rồi mình sẽ quay lại đây kiểm tra connect và xuất ra. Rồi tạo giá trị gì đó, vision giá trị gì đó, message show dialog. Rồi mình sẽ tạo thêm một cái giống như này
cho cái API service. Cái này không phải là interface nha. Rồi đăng ký cái file JSON, cái đuôi của cái class, và mình sẽ rồi giờ. Rồi sau đó các em sẽ vào gọi JSON đỡ nha. Rồi cái này phải tạo nữa đúng không nhỉ? Rồi tạo nó ở bên net luôn. Rồi em như thế này. Rồi, đây là cái link mà mình sẽ lên kết nối lên. Rồi import nó vào. Rồi import đây ha. Rồi sau khi xong hết rồi thì mình sẽ gọi con API, sau mình sẽ con in queue giống như nãy thôi được nha. Rồi get con task này thì mình cho nó chuỗi gì wrong này thì sửa lại thành gì con test là con test à mình có lớp thầy nhầm ha, mình có lớp contact list để định nghĩa cái key của nó. Đây em phải thêm vào nó nữa mới được. Đây ha, lúc này mới thêm contact vào này, nhầm ở chỗ này rồi. Đây nó mới có contact được. Đây contact list được nha. Rồi xong rồi ngoặc lại được ha, vậy là xong toàn bộ chương trình. Rồi sau đó các em chạy thử chương trình ha. Nó thiếu gì ta? Dư chỗ này hả?
Rồi, xong. Rồi, cái em chạy thử ha. Đây, toàn bộ chương trình mình chạy. Bấm nút Lock Function, nó sẽ load. Mạng hơi lâu nên mình sẽ đợi một tí ha. Rồi, à nó còn thiếu một cái nữa, đó là load cái dữ liệu lên trên adapter thì như chưa xây dựng. Các em đã nói ra trước, thầy sẽ bổ sung cái xử lý